ôn lại. Okay. Natural disasters. Typhoon. Severe. Tropical storm. Terrible. Heat. Area. Destroy. Flood. Modern technology. Available. Modern technology. Helpless. Against. Rescue worker. Free. Cái này nó đôi khi mang nghĩa là miễn phí nữa nhá, nhưng cho trường hợp là mình không gửi giải đấy là miễn phí. Trapped. Debris. Supply. Minor injured. Tempra. Ông này là âm câm các em ạ. Temporary. Accommodation. Temporary accommodation. Volcanic eruption. Tornado. Earthquake. Tsunami. Mudslide. Forest fire. Đôi khi em sẽ nghe họ đọc là forest nhá. Forest fire. Drought. Refuse to verb nguyên thể, từ chối. Rồi chúng ta sẽ nghe cô đọc một lượt nữa thôi nhá, còn lại các bạn sẽ xem lại video chút nữa cô gửi xong cái bài này thì em đọc. Natural disasters. Typhoon. Severe. Tropical storm. Terrible. Heat. Area. Destroy. Flood. Modern technology. Available. Helpless. Against. Rescue workers. Free. Trapped. Debris. Supply. Minor injured. Temporary. Accommodation. Temporary accommodation. Volcanic eruption. Eruption. Volcanic eruption. Tornado. Earthquake. Tsunami. Mudslide. Forest fire. Drought. Refuse to verb nguyên thể.
Em qua phần 2 la mã listen and read. 2 la mã listen and read. Listen and read. Okay. Cô giáo vừa chia sẻ một cái bài mới đấy, một cái trang mới đấy, em có nhìn thấy không ạ? Có. Now, part 2, listen and read. So now you listen and read. Đây là đoạn hội thoại giữa Vận Dương và Brick, và em sẽ nghe xem là họ nói về những vấn đề gì. Activity 1. Listen and read. Did you watch the news last night? No, I didn't. What's happened? There was a typhoon in Nam Dinh province. What exactly is a typhoon? We don't get them in England. It's a severe tropical storm. Oh no, that's terrible. What time did it hit the area? They said at about 10 a.m. Was anyone injured? Only a few minor injuries were reported. Most people have moved to safe areas when the storm broke. That's a relief. Did it cause any damage to property? It seems many houses and public buildings were destroyed or flooded, and thousands of people were left homeless. That's awful. Despite all the modern technology available to us, we're still helpless against natural disasters. How is the government helping the people there? They've sent rescue workers to free people who were trapped in flooded homes. Once the heavy rain stops, they'll start clearing up the debris. Medical supplies, food, and rescue equipment have also been sent. That's great. How about the people left without homes? They've been taken to a safe place where temporary accommodation will be provided for them. Okay, rồi chúng ta sẽ nghe xem qua cái đoạn hội thoại này nó nội dung như thế nào nhé. Bạn đã xem cái tin tức tối qua chưa? News không phải là mới nhá, là tin tức ạ. Đây ạ, không, mình chưa xem có chuyện gì xảy ra vậy. Có một cơn bão nhiệt đới ở tỉnh Nam Định. Nó chính xác là bão gì? Ở nước Anh của mình không có cái loại bão đấy. Nó là một cơn bão nhiệt đới rất là nghiêm trọng. Ồ không, thật là tồi tệ. Vậy mấy giờ nó đổ bộ vào cái vùng Nam Định đấy? Họ nói rằng là 10 giờ sáng. Vậy có ai bị thương không? Chỉ một số người bị thương nhẹ. Đã trong báo cáo, theo như báo cáo, và hầu hết thì mọi người đã được đưa đến vùng an toàn và khi mà cơn bão ập đến. Thật là cái chỗ này mình ghi là thật là nhẹ nhõm, tức là sau khi mà nghe được mọi người bị thương nhẹ thôi và đã được lên đến vùng an toàn rồi thì nói họ nói là relief. Chỗ này em có thể gạch chân nhất mình chưa cho trong mới đó. Relief mình là nhẹ nhõm, thật là nhẹ nhõm, tức là khi mừng mừng vui đấy ạ. Vậy nguyên nhân mà cái cơn bão phá hủy ở đây có thể là gì? Hậu quả để lại của cơn bão là gì? Dường như là rất nhiều ngôi nhà và các tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy hoặc là trong cơn ngập lụt. Hàng nghìn người thì đã bị mất nhà. Left homeless đã bị mất nhà. Thật là kinh khủng. Đấy. Cái này là vui mừng này. Dùng relief. Còn tồi tệ thì dùng là that awful. Mặc dù là tất cả chúng ta có tất cả những công nghệ, những cái thiết bị công nghệ hiện đại đã có sẵn. Em đổi máy bây giờ. Thì, và chúng ta vẫn vẫn vô lực, vẫn bất lực để chống lại những cái thiên tai tự nhiên, những thiên tai. Vậy chính phủ đã giúp đỡ người dân ở đây như thế nào? Họ đã gửi đội cứu hộ tới để mà giúp đỡ những cái người dân, người mà đã ở trong bị mắc kẹt trong những ngôi nhà bị ngập lụt đấy. Và sau trong khi mà cái cơn mưa nặng hạt nó dừng lại thì tất cả họ đi dọn dẹp lại cái tàn dư, những cái mảnh vụn đấy. Rồi những cái thiết bị y tế, medical supplies, những thiết bị y tế cũng được cung cấp, đồ ăn, rồi những thiết bị
cứu hộ cũng đã được gửi đến. Thật là tuyệt vời. Đây em có lại có một cụm từ nữa, đúng không ạ? Để thể hiện là cái sự vui mừng của mình. Mình có là that's a great này, that's a relief. Thế còn về cái việc mà những cái người mất nhà thì sao? Họ đã được đưa đến vùng an toàn và được đưa đến ở khu ở tạm thời, sẽ được cung cấp cho họ. Đấy, nội dung của đoạn hội thoại này. Phần A, người ta yêu cầu các em là fill the blank. Em điền đi ạ, em ghi là một chữ A. Fill the blank, điền vào chỗ trống. No more than three words, không quá ba từ. Và các bạn sẽ tìm nhanh giúp cô xem là ba cái từ mà chúng ta cần điền trong cái phần này là những phần nào. Gõ trong cô phần chat box giúp cô. Bạn nào nhanh nhất thì bạn ấy sẽ có điểm ạ. Tìm nhanh cho cô trong tất cả các phần nhé, từ 1 đến 6 luôn. Không xe à?